Hôm rồi mình mới sắm một cái bảng pha màu rất là xịn và bây giờ mình lấy màu ra tô. Nhúng một miếng nước và sau đó trộn màu. Không biết là do cái bảng pha màu hay sao mà trộn rất là đã nha. Bắt đầu thì mình sẽ tô màu da trước, lúc nào cũng vậy. Hôm nay thì mình vẽ một cô gái với gương mặt nhìn rất là châu Á. Bật mí một tí là một cô gái dân tộc Việt Nam. Các bạn xem xong hãy thử đoán xem đây là dân tộc nào nhé. Nhìn quẹt qua quẹt lại vậy thôi chứ mình mất hơn cả tuần mới xong được cái bản vẽ này đó.